Người thằng lằn là một loài bò sát lai bí ẩn đang âm mưu thao túng con người, luôn là đề tài được bàn tán của nhân loại mấy trăm năm qua. Có những câu chuyện bí ẩn về chủng loài này, tất cả đều không thể kiểm chứng. Cho đến một ngày, vết tích của chúng bị phát hiện nhiều hơn, đặc biệt là sự xuất hiện của vương quốc bò sát dưới lòng đất. Thành phố ngầm của người thằng lằn, cấm địa bất khả xâm phạm. Trong thần thoại của người Hopi, những câu chuyện về người thằn lằn vẫn luôn được lưu truyền qua các thế hệ. Theo đó, chúng là một chủng người ngoài hành tinh, có trí tuệ cao, sở hữu những công nghệ tiên tiến, có mối liên hệ mật thiết với người Maya cổ đại. Vào 5.000 năm trước, chúng đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn gồm 285 đường hầm bên dưới lòng đất, sức chứa lên đến 1.000 hộ gia đình và trú ẩn bên trong đó. Năm 1933, một kỹ sư khai thác mỏ tên là George Warren Schufelt, người góp phần phát minh ra máy X-quang radio, đã nói rằng thiết bị của ông có thể dò thấy các tuyến đường ngầm này. Schufelt tuyên bố ông đã tìm thấy vị trí chính xác của một phức hợp ngầm có diện tích 1.765 m² cùng 16 căn phòng bí mật cất giấu vàng. Chúng nằm ở dưới ngọn đồi Fort Moore ở Los Angeles. Ngay sau đó, ông bắt tay vào việc thiết lập bản vẽ cho các lối đi. Hội đồng giám sát quận địa phương cũng cho phép Schufelt tiến hành khai quật dưới sự quan sát của nhiều người. Cùng năm 1933, tờ Los Angeles Times đã đăng tải hành trình tìm kiếm kho báu thuộc về người thằn lằn của Schufelt, và một tờ báo khác là Associated Press đã lan truyền tin này đi khắp nước Mỹ. Thành phố dưới lòng đất được cho là có hình dạng giống như một con thằn lằn, trải dài từ công viên Elysia đến thư viện trung tâm Los Angeles ngày nay. Khi đó, nhiều tờ báo suy đoán rằng những kho báu này chính là số vàng mà người Tây Ban Nha đưa sang đây vào thời Mỹ còn là thuộc địa. Trước đó, một thỏa thuận đã được thực hiện với chính phủ rằng họ sẽ chia nửa số vàng nếu Schufelt tìm được. Thế nhưng, càng xuống sâu, việc khai quật càng gặp nhiều khó khăn bởi bùn và những khối đá dày đặc. Một số chuyên gia cho rằng cần phải đào sâu khoảng 300 m, nhưng Schufelt chỉ có thể đào đến hơn 70 m, và tất nhiên ông vẫn chưa tìm thấy đường hầm hay kho báu nào. Thời gian kéo dài do cạn kiệt tài chính nên cuộc khai quật của Schufelt đã dần chậm lại, cuối cùng đã dừng hẳn. Tháng 11 năm 1957, ông qua đời tại Los Angeles. Tất cả những gì còn lại chỉ là một tấm bản đồ đáng nhớ, và câu chuyện về thành phố ngầm cùng kho báu của người thằn lằn vẫn còn là bí ẩn đối với nhân loại. Cuộc chiến khốc liệt. Vào những năm 1940, khi cuộc khai quật tìm sào huyệt người thằn lằn cùng kho báu của Schufelt đang đi đến tuyệt vọng, thì Morris Doyle, một nhà huyền bí học đồng thời cũng là người sáng lập ra tổ chức Brotherhood of the White Temple, đã cho xuất bản một quyển sách có tựa đề Mystery of the Gobi, tạm dịch Những bí ẩn của Gobi. Trong sách, ông có đề cập đến một chủng tộc thân người đầu rắn rất đáng sợ. Chúng có khả năng biến hóa thành bất cứ hình dạng nào mà chúng muốn. Vì thế, giả dạng con người là một việc dễ như trở bàn tay, giống như bộ phim săn lùng quái vật chính là như thế. Trong một thời kỳ tiền sử rất lâu trước đây, họ đã từng có một cuộc chiến khốc liệt với con người và bị đẩy đến bên bờ tuyệt chủng. Từ đó, để sinh tồn và trốn khỏi tầm mắt của con người, họ đã rút vào lòng đất, xây dựng thế giới ngầm và âm mưu chiếm đoạt quyền lực, cùng những kế hoạch hoàn hảo bí mật đã được bắt đầu từ đây. Những năm 1990, David Icke, nhà lý luận người Anh, một lần nữa gợi lại câu chuyện giống loài bò sát lai này, khiến con người bắt đầu nhận ra chúng thực sự chưa hề rời xa nhân loại. David nói rằng các sinh vật mà những người theo chủ nghĩa toàn cầu tôn thờ đến từ các chòm sao Orion, Sirius và Draco, mục đích xâm lược trái đất không phải là chiếm lãnh thổ mà chính là thèm khát cơ thể con người. Hàng ngàn năm trước, khi tiến vào địa cầu, những sinh vật bò sát này đã nhanh chóng kết hợp với con người thông qua thao tác mã hóa DNA. Chúng sở hữu kiến thức mà hầu hết con người không có, sau đó bí mật lẻn vào các vị trí quyền lực, đặc biệt là ở các khu vực cổ đại của Sumer, Babylon và Mesopotamia. Ngày nay, rất nhiều người đều đã nghe đến chính phủ ngầm, giới tinh hoa cùng các gia tộc quyền lực nhất thế giới, vân vân. Tất cả đều là nhóm người lai này kiểm soát.
tận chân trời gần ngay trước mắt. Ngoài việc dựa vào những lời của những người có uy tín và tầm ảnh hưởng, thì có các bằng chứng nào khác cho thấy thế giới nhân loại đang bị loài bò sát đội lốt khống chế hay không? Câu trả lời là có. Thời cận đại, các nhà khảo cổ đã tìm thấy được một số bức tượng người thằn lằn Chiubai tại Iraq. Theo các chuyên gia, những bức tượng này thuộc nền văn minh tiền Sumer, người Chiubai. Chúng mang gương mặt của con người nhưng có nhiều nét tương đồng với thằn lằn và rắn. Đặc biệt, thời kỳ của người Chiubai tồn tại là từ những năm 5900 đến 4000 trước công nguyên. Chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với các câu chuyện thần thoại của người Hopi về người thằn lằn nêu ở đầu video. Tiếp đến, chúng ta hãy nhìn xem hình ảnh bên ngoài và bên trong của Đại Thính Đường Giáo Hoàng Ý có ngẫu nhiên hay không khi nó hoàn toàn có hình dạng của một đầu rắn. Vền dáng tổng thể, phía trước tròn hẹp, mắt ở giữa, lỗ mũi ở phía trước và đỉnh cong là như nhau. Ở giữa sân khấu là một bức tượng Chúa Kitô phục sinh từ miệng núi lửa hạt nhân. Nó được Perico Vazzini thiết kế và được đặt ở đây từ năm 1977. Nhìn chính diện thì không có gì là không ổn, nhưng khi nhìn bức tượng từ hai bên nơi những người có chức trách đang ngồi thì hình ảnh phần đầu của Chúa Giêsu trông giống như một con rắn. Quyền lực và kiểm soát là những gì mà chủng người lai muốn. Cho dù ý đồ đằng sau sự kiểm soát đó là gì đi nữa, thì rõ ràng là nó không hòa hợp với phúc lợi của nhân loại. Nhiều người nói rằng chẳng phải con người có thần vật bảo hộ sao? Vì sao lại để những sinh mệnh xấu ác kia làm càn như thế? Câu hỏi này nhân loại nên hỏi chính mình. Xã hội đang trong tình trạng như thế nào? Trong lòng con người đang suy tính điều gì? Đạo đức có còn tốt đẹp như các thế hệ ông cha hay không?